Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khai thác bảo tàng trong tự tánh. Từ nhiều năm qua cho đến bây giờ, đều chỉ là tôi nói cho quý vị nghe. Vậy bắt đầu từ nay trở đi, quý vị sẽ là người nói cho tôi nghe. Tại sao? Vì như vậy là dạy quý vị mỗi người biết khai thác vật bảo bối trong quặng mỏ trí huệ tự tánh của mình. Chúng ta đem các vật báo như vàng, bạc, kim cương, xà cừ, mã não, ngọc thạch trong quặng mỏ ra để cho mọi người thưởng thức, như vậy mới công bình. Nếu không, rốt cuộc không ai biết được trong kho tàng của quý vị có những thứ bảo bối gì. Kỳ giảng thuyết về kinh Niết Bàn này được gọi là ban nghiên cứu Phật Pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, ai nấy đều nên tranh đua nhau để lên bục giảng trước. Quý vị nên lấy việc nghiên cứu Phật Pháp, Hoằng Pháp, Bố Thí và việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm của mình. Quý vị phải có tư tưởng như thế thì mới có tư cách làm người Phật tử. Quý vị ơi! Hiện quý vị có cơ hội tốt để nghiên cứu Phật Pháp như vậy. Đây thật là ngàn năm khó gặp. Cho nên quý vị nên nắm lấy thời cơ, đừng để buộc mất cơ hội. Nếu không thì cũng như mình vào trong núi báo mà về tay không, đó là việc đáng tiếc lắm thay. Quý vị hãy suy nghĩ đi, tới đâu mà có thể tìm được một đạo tràng thanh tịnh như vậy? Tôi dám nói là tìm khắp cả trên thế giới, e rằng tìm cũng không ra. Chúng ta may mắn đã gặp được thì nên chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp và tự phát huy tài ba của chính mình. Vậy tại sao khi đến giờ lên bục giảng thì người này đẩy qua người kia chứ không chịu lên trước? Thật là làm cho tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã từng nói, khi người thứ nhất giảng sắp xong thì người thứ hai phải chuẩn bị đi lên, như vậy mới không lãng phí thời gian. Ý tôi muốn huấn luyện cho quý vị có kinh nghiệm hoằng pháp, vì mỗi một cá nhân đều có đủ biện tài vô ngại. Như vậy, chờ đến lúc quý vị chánh thức đi hoằng dương Phật Pháp, thì sẽ có cảnh thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên, tức là hoa trời rơi xuống đất mọc sen vàng. Như thế, quý vị mới đảm nhiệm được sứ mạng tiếp tục huệ mạng của Phật. Đây gọi là sư phụ đưa đến cửa, tu hành do mỗi người. Lúc tôi mới học Phật Pháp, không có ai chỉ dạy, không có ai khuyến khích, lại cũng không có ai đề bạt, nâng đỡ tôi cả. Cho nên tôi hy vọng quý vị sẽ tự lực tự cường, không ngừng tiến bước và đừng sanh tâm ỷ lại. Nếu như chuyện gì quý vị cũng có tâm lý ỷ lại vào sư phụ, quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát. Chúng ta học Phật Pháp, tức là học trí huệ chân chánh. Một khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ dàng. Bất luận làm công việc gì, chúng ta cũng có thể làm được một cách hoàn toàn mỹ mãn. Còn như chỉ dùng tâm ý thức để giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ do dự và thiếu nghị lực để quyết đoán mọi việc. Vì thế, dù làm chuyện gì, chúng ta tuyệt đối cũng không thể thành công được. Muốn học được trí huệ chân chánh, trước hết là chúng ta phải đoạn dục. Làm sao để đoạn dục đây? Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Lục đại tông chỉ này là pháp bảo để đoạn dục, khiến cho quý vị thâu hoạch được trí huệ chân chánh. Lúc bấy giờ, đối với duyên khởi của vạn sự vạn vật, quý vị sẽ thân thuộc như lòng bàn tay mình và biết phân tích rất là rõ ràng. Như vậy quý vị có thể phân biệt được phải trái, thiện ác và tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo. Giảng ngày 24 tháng 6 năm 1985. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.